Các nhà nghiên cứu kỹ thuật y sinh tại Đại học Johns Hopkins đang nỗ lực cải tiến việc chăm sóc bệnh nhân tim mạch. Giờ đây, họ có thể tạo ra một mô hình kỹ thuật số hóa trái tim của bệnh nhân, một bản song sinh kỹ thuật số và sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp dự đoán tốt hơn ai là người có nguy cơ cao nhất. Chúng tôi chụp MRI tăng cường độ tương phản của tim và rồi chúng tôi kết hợp MRI tăng cường độ tương phản đó với tất cả dữ liệu lâm sàng đã biết về bệnh nhân. Điều này được kết hợp với phân tích khả năng sống sót và chúng tôi có thể biết được nguy cơ bệnh nhân bị đột tử do tim trong 10 năm tới là bao nhiêu. Không giống như những hình ảnh được phân đoạn thường được sử dụng ngày nay, giáo sư Natalia Trajanova cho biết hình ảnh toàn bộ của trái tim đưa ra dự đoán chính xác hơn về bệnh nhân nào cần máy khử rung tim. Chúng tôi cung cấp các thuật toán học sâu đa phương thức này. Chúng tốt hơn nhiều trong việc đại diện cho tình trạng bệnh nhân. Tại Trung tâm Ung thư Sydney Kimmel ở Johns Hopkins, bác sĩ Victor Veculescu đang dẫn đầu nghiên cứu phát triển các phương pháp mới để phát hiện ung thư phổi giai đoạn đầu và các bệnh ung thư khác. Ông và nhóm của mình quan sát thấy các tế bào ung thư phát triển và nhân lên một cách hỗn loạn hơn các tế bào bình thường. Vì vậy, khi những tế bào đó chết đi, chúng để lại những đặc điểm nhận biết của các đoạn DNA lưu thông trong máu, được gọi là DNA không có tế bào, mang manh mối về việc liệu một người có thể bị ung thư hay không. Nhóm đã phát triển một công nghệ có tên Delphi, sử dụng các thuật toán học máy mới để phân tích các đoạn DNA không có tế bào đó. Chúng tôi nhìn vào máu, chúng tôi xác định các phân tử DNA được gọi là DNA không có tế bào, và chúng tôi tìm kiếm hồ sơ và các mẫu DNA không có tế bào này để xác định những người mắc bệnh ung thư so với những người không mắc bệnh. Bác sĩ Veculescu cho biết, xét nghiệm máu được cải thiện có thể giúp sàng lọc ung thư tốt hơn trên toàn thế giới. Okay.